tôi thấy phong cảnh đồng quê rất là đẹp và muốn quay tặng quý vị và các bạn một cái vùng quê rất là thanh bình, ít có những cái bộn bề, những cái toan tính. Người nông dân thì ở phía trước là cái kênh, ở phía sau là trồng lúa. Cuộc sống thì cứ vẫn vậy, ngày nọ qua ngày kia. Và các bạn thấy không, có cái tiếng của cái con đò nghe đi ngang qua. Và phương tiện ở đây có sử dụng hai phương tiện chính, thứ nhất là đò và thứ hai là xe đi bộ, xe gắn máy. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái đời sống của người dân. Quý vị và các bạn thấy không, cái thấy một cái âm thanh của cái chiếc đò đó. Xa xa quý vị và các bạn thấy rồi đó, có một cái đò. Mỗi lần như vậy thì đối với một người đi qua thì phải trả tiền đò, không biết là giá chắc là khoảng chừng 2.000-3.000 gì đó cho một lượt. Giống như mình đi máy bay là đi đặt bút vào một lượt hay là hai lượt đó quý vị và các bạn. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem một cái con đò, con cái tàu. Một cái âm thanh, một cái vùng quê yên bình. Thấy không, có một cái chuyến tàu, chiếc đò. Một chiếc đò lớn kéo theo một cái chiếc đò nhỏ. Đủ mọi âm thanh phải không quý vị và các bạn? Mình chỉ cần đặt một cái máy cố định ở một vị trí là chúng ta có thể thấy được cái cuộc sống của người dân vùng sông nước. Thêm một chiếc đò nào quý vị và các bạn. Có một chị lái đò ở phía trên. Rất đẹp. À, lại thêm một cái con đò nữa. Thêm một cái con đò nữa quý vị và các bạn ạ. Người lái đò. Về mặt bạn thấy ở bên kia có một cái chiếc đò rất là to, tàu xà lan hay cái gì đó.
Phim chị. Ok đó. Dạ. Yeah.